Chào các bạn, video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ bỏ chặn, bỏ những cái hạn chế ở trên Facebook nha. Nếu như bạn là một người bán hàng online hoặc là một người mà thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội, bạn muốn là tất cả những cái tin hay là những cái bài viết, những cái nội dung mà các bạn chia sẻ, các bạn đăng ở trên trang Facebook cá nhân được tất cả mọi người biết đến, không chỉ là những cái người bạn bè, những cái người mà ở trên mạng xã hội Facebook mà chúng ta muốn là càng nhiều người biết đến càng tốt. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ bỏ tất cả những cái hạn chế trên Facebook, giúp cho những cái bài viết, những cái tin, những cái hình ảnh hay là bất kỳ một cái gì mà các bạn đăng lên trên mạng xã hội Facebook được nhiều người biết đến nhất, và đặc biệt là những cái bạn mà chúng ta thường xuyên là bán hàng online hay là giới thiệu những cái sản phẩm ở trên trang Facebook cá nhân, thì các bạn nên xem cái video này để chúng ta bỏ những cái hạn chế ở trên Facebook, giúp những cái bài viết của chúng ta được nhiều người biết đến, càng nhiều người biết đến càng tốt nha. Và sau đây thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook lên. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần cài đặt ở đây. Các bạn chọn vào phần menu và các bạn chọn vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào mục cài đặt. Ở trong cái mục là đối tượng và chế độ hiển thị thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là bài viết ở đây. Đó, ở trong phần bài viết thì các bạn sẽ lần lượt chọn như sau. Thứ nhất là ai có thể xem bài viết trong tương lai của bạn. Thì đây, thì các bạn sẽ để là công khai. Đó, các bạn sẽ để là công khai ngay. Đây, ai có thể xem bài viết trong tương lai của bạn thì các bạn sẽ để cái mục này cho mình là công khai. Đó, các bạn sẽ bỏ cái giới hạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn một cái mục là ai có thể nhìn thấy tin của bạn. Ở đây thì nếu mà các bạn chỉ để là bạn bè thì chỉ có bạn bè của các bạn mới có thể nhìn thấy cái tin của bạn thôi. Nếu mà các bạn để công khai như này, đây, các bạn để cái mục công khai và các bạn cho phép tất cả mọi người cùng bình luận như này thì sẽ được nhiều người biết đến những cái bài viết và những cái bài chia sẻ của bạn, thì sẽ có nhiều người biết hơn. Rồi, tiếp theo các bạn có thể quay trở lại. Các bạn chọn vào cái mục là ai có thể xem thước phim của bạn trong tương lai này. Đấy. Ở đây thì các bạn cũng chọn là công khai. Nếu các bạn để bạn bè thì chỉ có mỗi bạn bè có thể xem được những cái thước phim mà chúng ta đăng lên ở trên Facebook thôi, những cái thước phim ngắn ấy. Đó, các bạn để công khai thì tất cả mọi người đều có thể là xem và nhìn thấy được những cái thước phim mà các bạn đăng lên. Rồi, các bạn quay trở lại cho mình. Tiếp theo thì trong cái mục tin này, các bạn sẽ chọn vào cái mục tin này. Đó. Thì đây nó sẽ kiểm soát cho chúng ta, thứ nhất là quyền riêng tư của tin này. Các bạn chọn vào. Ở đây thì các bạn cũng để cho mình cái mục là công khai, như vậy thì tất cả mọi người đều có thể biết được. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn một cái phần là lựa chọn chia sẻ này. Ở đây thì các bạn sẽ cho phép mọi người chia sẻ cái tin của bạn này. Bạn có muốn người khác chia sẻ tin công khai của bạn lên tin của họ hay không, các bạn chọn vào. Đó, ở đây thì mình sẽ để là công khai. Nếu các bạn để không như này thì mọi người sẽ không thể nào mà chia sẻ cái tin của các bạn được. Ví dụ như là các bạn đăng một cái bài bán hàng online hoặc là một cái bài viết nào đó mà bạn bè chúng ta muốn chia sẻ cái tin của chúng ta, nếu chúng ta để công khai thì bạn bè chúng ta sẽ có thể là chia sẻ được cái bài viết của chúng ta. Nếu chúng ta để không cho phép thì bạn bè chúng ta sẽ không thể cho nào mà cho phép được họ chia sẻ cái bài viết của chúng ta. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn tiếp vào cái phần là người theo dõi và nội dung công khai ở đây. Ở đây thì như một cái video mình đã hướng dẫn trước đó, đó là cái video là hướng dẫn bật cái nút theo dõi, thì các bạn để tất cả mọi thứ cái phần là công khai cho mình. Thì như vậy thì mọi người nếu mà yêu quý các bạn thì sẽ theo dõi được cái trang Facebook cá nhân của bạn. Như vậy thì khi mà chúng ta đăng bất kỳ một cái tin hay là chia sẻ bất kỳ một cái bài viết nào trên trang Facebook cá nhân của chúng ta, thì những cái người mà đã theo dõi, nhấn cái nút theo dõi trên trang Facebook cá nhân của chúng ta, mà khi chúng ta để chế độ công khai này, thì họ sẽ biết được những cái bài viết, những cái nội dung mà chúng ta chia sẻ, chúng ta đăng lên trên trang Facebook cá nhân nha. Như vậy sẽ có rất nhiều người biết. Đó, tất cả mọi thứ các bạn để công khai hết cho mình. Và cái phần nào mà không có công khai thì các bạn để là mọi người. Đấy, các bạn để công khai cho mình. Đó. Như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn những cái cách để chúng ta có thể bỏ những cái hạn chế trên Facebook, giúp cho những cái bài viết, những cái tin của các bạn có thể là được nhiều người biết đến nhất ở trên Facebook, giúp cho khi mà chúng ta đăng bất kỳ một cái hình ảnh, một cái video hay là chúng ta chia sẻ một cái nội dung gì lên trang Facebook cá nhân thì sẽ được nhiều người biết đến nhất. Và đây là cũng cái cách để giúp chúng ta có thể là tăng cường quảng bá cái hình ảnh ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Và video hướng dẫn của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho mọi người. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, và giúp mình có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới và có ý nghĩa. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.